Bài đọc tiếp theo từ câu 191 đến câu 195. Câu 191, what is not mentioned? Cái điều gì thì không có được đề cập về flash 805 distance recorder. Mình có từ recorder là máy ghi âm này. Cái điều gì thì không đề cập về cái máy ghi âm hiệu là flash 805. Rồi vậy từ khóa chính là từ flash 805, phải không nào? Rồi nhưng mà đây lại thuộc dạng câu hỏi loại trừ, phải không em? Đối với dạng câu hỏi loại trừ, chúng ta đọc từng đáp án và dò từng đáp án xem có thông tin trong bài đọc hay không ha. Rồi câu A trước nào. It can be assembled. Nó có thể được assemble là khi đó mình không biết thì mình cứ để đó ha. Một cách manually nè, bởi người sử dụng. Vậy trong câu này từ khóa chính là từ assemble manually bởi user, phải không nào? Và bây giờ chúng ta sẽ dò thông tin trong bài đọc xem có assemble manually và user hay không. Rồi, thường thì câu hỏi đầu tiên nó sẽ thuộc thông tin trong đoạn văn đầu tiên đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò cái đoạn văn đầu tiên xem có nói về flash 805 không? Có phải không nào? Dòng đầu tiên là có rồi. Rồi bây giờ chúng ta dò xem có assemble manually by user hay không nha. Đoạn số 1. Câu này là không có rồi nè. Đoạn số 2. Câu thứ nhất, dò xem có không em? Không có. Câu thứ hai cũng không có luôn. Câu thứ ba có assemble manually by user không? Không có ha. Không có từ nào liên quan cả. Rồi, dòng tiếp theo cũng không có luôn. Phải không nào? Assemble manually by user. Không có. Rồi đoạn cuối cùng. Đoạn cuối cùng cũng không có luôn. Rồi cũng không có luôn. Rồi vậy thì rất có khả năng là câu A không có thông tin trong bài đọc. Nhưng để chắc hơn chúng ta sẽ dò đáp án B thử xem nha. Rồi bây giờ chúng ta để câu A ở đó và chúng ta dò tiếp câu B ha. It accurately, nó thì một cách chính xác cái gì đó nào, duplicates. Mình có từ duplicates có nghĩa là sao lại y hệt một cái gì đó ha, sao lại y hệt. Sao lại y hệt một cách chính xác cái original sound. Mình có sound là âm thanh, original là gốc hay là nguyên bản đó. Mình dịch lại câu B nha. Nó thì sao lại một cách chính xác cái âm thanh nguyên bản, cái âm thanh gốc. Ok, vậy từ khóa trong bài này chính là từ accurately duplicates original sound, phải không nào? Bây giờ chúng ta dò thử xem chỗ nào nói về thông tin này nha. Rồi, bài đọc số 1 chúng ta dò lại nè. Cái đầu tiên là không có rồi ha. Rồi bây giờ câu tiếp theo. Đoạn số 2 câu đầu tiên. Rồi, bây giờ nó không có từ duplicates nhưng mà nó có cái gì nè? Pick up any sound and reproduce, em thấy không? Faithfully. Faithfully là gì em? Faithfully có nghĩa là một cách trung thực hay là chính xác ha. Vậy thì có những cái từ nó cùng nghĩa với cái trong câu B đó, cho nên chúng ta dịch nhanh lại câu này nè. The device onboard microphone có nghĩa là cái micro của cái thiết bị á, thì nó outstanding. Outstanding có nghĩa là nổi trội, nổi bật ha. Nó rất nổi trội, nổi bật trong cái việc là pick up, thu nhận bất kỳ những cái sound, những cái âm thanh nào và reproduce, sản xuất lại. Và sản xuất lại nó một cách trung thực và chính xác. Vậy thì sau khi mình dịch xong thì mình thấy câu B có đúng không em? À đúng phải không nào? Thay vì sản xuất lại một cách trung thực chính xác thì chính là duplicate một cách chính xác cái âm thanh ban đầu, phải không nào? Vậy câu B có ha. Rồi bây giờ chúng ta vào tiếp câu C ha. Its battery là pin của nó đó thì lasts, kéo dài lâu hơn là cái mẫu cũ, older model, mẫu cũ ha. Rồi vậy trong cái câu này đó thường quá chính là từ battery longer, phải không nào? Bây giờ chúng ta dò xem chỗ nào nói về battery, về pin nha. Rồi, lúc này chúng ta dò đến dòng này là về sound, là âm thanh rồi, phải không em? Bây giờ chúng ta dò tiếp xem chỗ nào nói về battery nha. Em xem dòng thứ mấy có battery. Dòng thứ hai không có nè, dòng thứ ba cũng không có luôn, dòng tiếp theo cũng không có luôn, dòng tiếp theo. Đây có từ battery, phải không em? Battery, vậy chúng ta đọc nhanh qua câu này nha. It even, nó thậm chí là có 50% pin hơn là cái mẫu trước đây. Ok, vậy thì em xem nè, nó có 50% nhiều hơn cái thời gian pin hơn cái mẫu trước đây, previous là trước đây đó em. Vậy thì câu C đúng không? Câu C đúng ha. Rồi bây giờ chúng ta dò tiếp câu D đây. Nếu câu D có thì câu A chắc chắn là không có đề cập rồi, phải không nào? Bây giờ dò câu D nha. It is capable of, nó có thể delete, xóa ha, undesired noise, những cái tiếng ồn không mong muốn. Vậy từ khóa chính là từ delete. Từ khóa chính là từ delete và noise, phải không nào? Bây giờ chúng ta dò xem chỗ nào nói về noise, về tiếng ồn ha. Dò tiếp thêm. Lúc nãy nếu mà em dò em để ý qua đó
thì từ noise nó nằm ở đâu ta? À, dòng thứ ba đoạn số 2 phải không? Bây giờ chúng ta đọc thử lại câu này nhanh nha. This amazing recorder, cái máy ghi âm tuyệt vời này nè, cho phép bạn remove, là gì em? Xóa bỏ, về từ remove là giống từ delete rồi nè. Unwanted sounds, những cái âm thanh không có mong muốn, ví dụ như là traffic noise, tiếng ồn của giao thông nè. Ok, vậy thì khi đọc đến đây thì chắc chắn đáp án câu đi là có đề cập rồi phải không em? Vậy đáp án trong câu 191 là câu I ha. Câu I, it can be assembled. Thật ra từ assemble có nghĩa là lắp ráp đấy em. Nó có thể được lắp ráp manually, là bằng tay, thủ công á ha. Nó có thể được lắp ráp một cách thủ công bởi người sử dụng. Có nghĩa là người sử dụng mang về họ tự lắp ráp được, được không nào? Đáp án là câu I ha. Câu 192, what must customer, à, khách hàng á, thì phải làm gì ha để mà take advantage of, tận dụng được cái special offer, cái kỳ ưu đãi đặc biệt. Vậy thì em từ khóa là từ gì? À, special offer phải không nào? Bây giờ trước khi giờ từ khóa chúng ta đọc đáp án trước nha. Câu A, download là tải một cái coupon, một cái phiếu khuyến mãi online phải không nào? Rồi câu B, purchase more, quantity là số lượng, em đừng có nhầm từ này với quality nha. Quality có nghĩa là chất lượng, nhưng mà quantity có nghĩa là số lượng ha. Mua một cái số lượng là từ hai cái món đồ trở lên được không nào? Hai hoặc nhiều hơn nè. Hai cái món đồ trở lên ha. Rồi cô C, place an order là đặt một cái đơn đặt hàng đó. Within, trong vòng một cái khoảng thời gian specific, cụ thể. Rồi cô D, provide, cung cấp proof, bằng chứng của cái việc residence là sinh sống, cư ngụ ha. Trong cái khu vực là Burning Mouth. Ok, rồi bây giờ chúng ta dò thử xem special offer nó nằm ở đâu nha. Rồi, ngay bài đầu tiên, câu đầu tiên đã có từ special offer rồi phải không em? Đây nè, special offer. Thì chúng ta đọc câu này thử nha. Today only, chỉ có ngày hôm nay thôi. Cái ưu đãi đặc biệt của chúng tôi sẽ hết hạn trong vòng 0 ngày, 17 giờ và 11 phút nữa. Vậy thì có nghĩa là ai đến mua trong vòng 17 giờ 11 phút tới thì sẽ nhận được special offer, cái ưu đãi đặc biệt phải không em? Vậy thì em nhìn sẽ đáp án là câu gì ha? A, B, C, D. Đáp án là câu, à, câu C phải không nào? Là chỉ cần đặt đơn hàng, đặt mua hàng trong một cái khoảng thời gian cụ thể là 17 tiếng 11 phút là được, được không nào? Chứ không có cần phải download online coupon, hay là không cần phải mua nhiều hơn hai món đồ, hoặc là sinh sống ở Paramount, được không nào? Câu 193, what is suggested? Cái điều gì thì nói về Mr. Unman. Cái điều gì thì nói về ông Unman sao? Vậy từ khóa chính là Mr. Unman phải không nào? Và bây giờ chúng ta sẽ dò xem coi Mr. Unman thì nằm ở bài số mấy để chúng ta dò ha. Rồi tôi coi nó thông tin ở bài số mấy nào. Bài số 1 thì chắc là không có rồi, bởi vì nó đang nói về thông tin ưu đãi của một cái sản phẩm phải không em? Rồi bài số 2 em dò thử xem có phải không nào? Đây là customer name Chris Unman phải không nào? Rồi và bây giờ chúng ta sẽ dò bài số 2 ha. Nhưng mà em xem nè, Mr. Unman nằm ở một tên của khách hàng. Vậy nếu chúng ta dò từ khóa theo tên á, thì để mà ra được đáp án á, thì dò rất là lâu. Có khả năng là chúng ta phải dò cả bài số 2 này luôn. Cái đó đối với dạng này chúng ta đọc từng câu, là dò từng câu cho nó nhanh nha. Rồi, câu A trước nè. He will have 3 days. Ông ta sẽ có 3 ngày để mà cancel, hủy cái đặt hàng của ông ta. Vậy từ khóa trong câu này là câu từ gì vậy em? Cancel, phải không nào? Chúng ta dò từ cancel thử xem phải có hay không nha. Rồi bài số 2 em dò xem chỗ nào có cancel. Không có. Rồi xuống dưới luôn nè. Đây phải không nào, dòng thứ 2, ở cuối dòng thứ 2 đoạn cuối có từ cancellations, là danh từ của từ cancel. Vậy chúng ta đọc câu này thử nha. Cancellations, cái việc hủy bỏ đó thì có thể được thực hiện trong vòng 24 giờ mua. Vậy chỉ có 1 ngày thôi. Còn câu ai nó nói là mấy ngày em? 3 days, 3 ngày là sai rồi phải không nào? Câu B thử xem. He wants to use, ông ta muốn sử dụng một cái công ty delivery, giao hàng khác. Rồi, vậy từ khóa chính là từ delivery phải không nào? Cái giao hàng. Bây giờ mình dò thử xem chỗ nào thì nói về việc ông Unman giao hàng ha. Rồi chỗ nào vậy em? À, trong cái bảng có từ shipping phải không nào? Đây nè, shipping. Ông ta có tính tiền ship không em? Đây, tiền ship là 10 đô. Vậy thì ông ta có đặt công ty giao hàng khác không? Nếu ông ta đặt công ty giao hàng khác thì trong cái hóa đơn không thể nào mà tính tiền ship trong này được, phải không nào? Ok, vậy thì ông ta không có nhờ công ty giao hàng khác ha. Rồi, câu B là sai. Rồi bây giờ câu C nè em. He requested, ông ta đã yêu cầu
expedited delivery, một cái loại giao hàng expedited là giao hàng nhanh đó em, giao hàng nhanh ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ dò cái gì em? Expedited delivery phải không nào? Dò xem ông ta có yêu cầu giao hàng nhanh hay không nha. Bài số 2. Rồi. Bài số 2 nó chỉ đề cập là gì em? Giao hàng là 10 đô thôi chứ nó không có đề cập nhanh hay chậm. Phải không nào? Rồi, bây giờ thử câu đi thử nha. Câu câu C thì mình chưa chắc nè, phải không nào? Rồi để đó, bây giờ câu D trước đi. Ông ta đang thực hiện một cái project, một cái dự án nghiên cứu. Bây giờ chúng ta vào bài số 2 xem có nghiên cứu gì không. Đây là thông tin nè ha. Đây là hóa đơn nè, đơn hàng nè. Rồi đây cũng không có nói gì đến dự án nghiên cứu cả. Ok, vậy chắc chắn cái bài này là dạng liên hệ rồi em. Liên hệ rồi ha. Rồi bây giờ em xem nè, liên hệ nè. Thì thường nó sẽ liên hệ bài ở đằng trước á, cái thông tin đã đọc rồi. Vậy bây giờ em xem ở phía trên với ở phía dưới nó có những cái gì nó chung không. Thì thường nó liên hệ sẽ nó sẽ có những cái thông tin chung ha. Rồi, có phải là thông tin chung là 10 đô với 5 đô nè, phải không em? Ở dưới đây mình có 10 đô nè và có 5 đô nè. Vậy chúng ta dò thử chỗ này nha. Nó là gì đây? 10 đô thì chắc chắn là tiền giao hàng này, mình đọc thử từ chỗ này luôn nha. For orders, đối với những cái đơn hàng mà below dưới 40 đô đó thì chúng tôi tính 5 đô cho cái việc giao hàng trong cái khu vực Bắc Mỹ và 10 đô cho việc giao hàng ở hầu hết những cái khu vực còn lại ở trên thế giới. Rồi, for expedited shipping, đây, expedited thì sẽ có thêm 5 đô surcharge. Sẽ có tiền thêm là 5 đô nữa, sẽ phải trả thêm là 5 đô nữa. Và em nhìn xuống dưới này đi, là cái đơn hàng của ông Unman thì có surcharge không em? À, có surcharge nè, là 5 đô nè. Vậy thì chắc chắn là ông ta sử dụng cái gì rồi? Expedited shipping, phải không nào? Vậy thì A, B, C, D đáp án là câu gì em hả? À, đáp án chính là câu C ha. Ông ta đã yêu cầu cái việc giao hàng expedited, việc giao hàng nhanh, phải không nào? Câu 194, what is the purpose, mục đích của cái email là gì? À, vậy thì mục đích chính là bài số mấy em? Bài số 3, phải không nào? Đây nè, em nhìn lại nè, bài số 3 nè, có to, có from nè, phải không? Rồi, bây giờ đọc bộ đáp án trước nha. Câu A, to complain, để mà phàn nàn về cái chi phí vận chuyển cao, phải không nào? Là câu B, to inquire, để yêu cầu thông tin, để hỏi thông tin về việc thay đổi đơn đặt hàng. Câu C, để request, yêu cầu một cái việc hủy của cái việc mua gần đây. Rồi câu D, để mà point out, chỉ ra cái lỗi ở trong cái sản phẩm. Rồi, vậy thì mục đích của email sau khi đọc bộ đáp xong, chúng ta đọc đoạn đầu hoặc là đoạn cuối là nó ra, phải không em? Rồi bây giờ đọc đoạn đầu trước nha. Câu A, đây, gửi đến người có liên quan, phải không nào? I order, tôi đã đặt một cái đơn đặt hàng của một cái recorder, một cái máy ghi âm hiệu Flash 805 trên website của bạn vào sáng hôm nay. Cái số đặt hàng của tôi á là số này, được không nào? I told my coworker, tôi đã nói chuyện với coworker là đồng nghiệp của tôi á, về cái việc mua của tôi. Và cô ta thì cũng rất là quan tâm đến việc đặt mua một cái giống như vậy. Since, bởi vì bạn offer, bạn cung cấp cái giá thấp nhất trong những cái giá mà cô ta đã tìm thấy ở trên website. In addition, thêm vào đó thì cô ta cũng bị intrigued. Intrigued là bị hấp dẫn đấy, bị hấp dẫn bởi cái khả năng, cái tính năng của nó là giảm cái distortion, cái sự biến dạng âm thanh ha, một cách tự động. Ok, rồi, I was wondering, tôi đang tự hỏi là liệu rằng tôi có thể là đơn giản là thêm cái recorder, cái máy ghi âm của cô ấy vào trong cái order, cái đơn hàng current hiện tại của tôi được hay không? Và khi đọc đến đây thì chắc chắn đáp án là câu nào rồi em? À, đáp án chính là câu B, phải không nào? Để mà yêu cầu cái việc thay đổi đơn đặt hàng, có nghĩa là đơn đặt hàng hiện tại của ông ta muốn thêm vào một cái nữa, mua thêm một cái nữa cho bạn đồng nghiệp của ông ta, cái đó là thay đổi đơn hàng ha. Đáp án là câu B, được không nào? Câu 195, what is true, cái điều gì thì đúng về Mr. Onman's colleague. Mình có từ colleague có nghĩa là đồng nghiệp ha. Cái điều gì thì đúng về đồng nghiệp của ông Onman? Vậy thì từ khóa chính là từ colleague, phải không nào? Rồi, bây giờ chúng ta đọc bộ đáp án trước nha. Bộ đáp án câu A, she used to own, bà ta đã từng sở hữu một cái sản phẩm của Brilliant Techwear. Rồi, tiếp câu B, bà ta đã từng viết thư cho dịch vụ khách hàng một vài lần. Câu C, bà ta đã đọc những cái bài đánh giá online tốt hay là tích cực về Brilliant Techwear. Câu D, bà ta thì quan tâm đến cái tính năng được phát minh của cái Flash 805.
Ok, bây giờ chúng ta dò đi. Thường thường câu cuối cùng sẽ nằm trong bài đọc cuối cùng là bài số 3. Với lại lúc nãy chúng ta có dò bài số 3 có từ đồng nghiệp, em nhớ không? Ở chỗ nào đây? À, dòng thứ hai có từ coworker, phải không nào? Vậy chúng ta đọc nhanh là chỗ này nha. Đây, I told my worker, tôi đã nói cho đồng nghiệp của tôi nghe về cái việc mua của tôi. Và cô ấy thì cũng rất là quan tâm đến việc đặt mua một cái sản phẩm giống như vậy, bởi vì bạn cung cấp cái giá thấp nhất mà cô ta tìm thấy được trên web. Thêm vào đó thì cô ta cũng bị intrigue. Mình có từ intrigue là gây hấp dẫn đen. Cô ta cũng bị hấp dẫn bởi cái khả năng của nó là giảm cái sự biến dạng một cách tự động, biến dạng âm thanh một cách tự động. Vậy thì cô ta bị hấp dẫn bởi tính năng của nó. Vậy thì câu nào đúng em ha? A, B, C, D. Đáp án chính là câu câu đi, phải không nào? Bà ta quan tâm, thích thú, cô ta quan tâm thích thú về cái tính năng của cái Flash 805 ha. Ok, vậy thì chỗ này á, em xem là nó có từ be interested in, nhưng mà ở trên đằng tay dùng từ gì đây? Be intrigued. Be intrigued là bị hấp dẫn á, thì nó cũng giống như là be interested in ha, quan tâm, yêu thích, được không nào? Rồi, ở đây mình có từ ability là khả năng của một cái thiết bị, chính là cái chức năng của nó ha. Ở đây mình có từ feature, còn đáp án mình có từ feature nè em. Feature là tính năng ha. Rồi vậy đáp án là câu đi, được không nào? Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này các em nhé. Bài đầu tiên nào. Today only. Duy nhất chỉ ngày hôm nay. Our special offer, cái ưu đãi đặc biệt của chúng tôi sẽ expire, là hết hạn nè em. Expire là hết hạn ha. Sẽ hết hạn trong vòng 0 ngày 17 giờ và 11 phút, được không nào? Rồi, Brilliant Techware là tên của cái cửa hàng đó em, đang cung cấp cái recorders. Mình có từ recorders có nghĩa là máy ghi âm ha, máy ghi âm. Mình có động từ record là ghi âm đó em. Recorders là máy ghi âm ha, đang cung cấp những cái máy ghi âm khoảng cách xa Flash 805, hiệu là Flash 805 ha, tại một cái giá 40% giảm so với giá thông thường. Mình có từ regular price có nghĩa là giá thông thường đó em. Giá thông thường, giá bình thường ha. Regular là thông thường, bình thường đó. Rồi tiếp, the device onboard microphone. Mình có từ microphone có nghĩa là cái micro đó em. Cái micro onboard có nghĩa là được cài bên trong, được gắn ở bên trong á. Cái micro được gắn ở bên trong, được cài bên trong cái thiết bị á, thì outstanding. Outstanding có nghĩa là nổi bật hay là nổi trội ha. Nổi bật hay là nổi trội. Thì nó rất là nổi bật, nó rất là nổi trội ở cái việc pick up. Mình có từ pick up có hai nghĩa em. Thứ nhất là đón, thứ hai là lấy. Ví dụ như đón ai đi học về là đón ha, hoặc là lấy. Pick up cũng là lấy, cho nên có nghĩa là lấy đó em. Lấy, nhưng mà trong trường hợp về thiết bị âm thanh á, người ta sẽ dịch là thu nhận ha. Pick up là thu nhận. Thu nhận, được không nào? Quy dịch lại chỗ này nha. Cái micro mà được gắn ở trong cái thiết bị á, thì nó rất là nổi bật, nó rất là nổi trội ở cái việc là thu nhận bất kỳ cái âm thanh nào. Và reproduce, mình có từ produce em, động từ produce có nghĩa là sản xuất, phải không nào? Vậy thì reproduce có nghĩa là sản xuất lại ha, hoặc là tái sản xuất đây. Nhưng mà trong cái ngữ cảnh về thiết bị máy ghi âm á, thì mình sẽ dịch là sao lại ha, mô phỏng lại, sao lại, y chang, mô phỏng lại ha. Và nó sao lại, nó mô phỏng lại nó là cái âm thanh em một cách faithfully. Mình có từ faithfully có nghĩa là một cách trung thực hay là chính xác ha, một cách trung thực hay là một cách chính xác. Cô dịch lại cả câu để em hiểu hơn nha. Rồi, cái micro mà được gắn, được cài bên trong cái thiết bị thì rất là nổi bật trong việc thu nhận những cái âm thanh và mô phỏng lại nó, sao chép lại nó một cách trung thực, một cách chính xác, được không nào? Plus, thêm vào đó thì cái technology, cái công nghệ analyzer, phân tích waveform dạng sóng, patented, được phát minh, được sáng chế của chúng tôi á, reduce, làm giảm, distortion. Mình có cái từ distortion á, có nghĩa là sự biến dạng ha. Chỗ này là sự biến dạng âm thanh em. Sự biến dạng âm thanh ha, nó sẽ làm giảm cái sự biến dạng âm thanh automatically, một cách tự động, được không nào? This amazing recorder có nghĩa là cái máy ghi âm tuyệt vời này nè, sẽ cho phép bạn remove, xóa được những cái âm thanh unwanted, không có mong muốn, such as ví dụ như là traffic noise là tiếng ồn giao thông nè, hoặc là background chatter là tiếng tán gẫu nền á. Có nghĩa là khi mình ghi âm thì sẽ có những cái tiếng tán gẫu rơm rã ở cái nền, thì cái đó gọi là background chatter, được không nào? Rồi, so that, để mà bạn chỉ capture. Mình có từ capture là động từ có nghĩa là bắt, bắt giữ ha, bắt giữ. Hay là trong cái trường hợp mà về thiết bị thu âm á, thì người ta sẽ dịch là
thu nạp thu nhận em ha, thu nạp thu nhận được không nào? Rồi cô dịch lại nha, để mà bạn chỉ có thể bắt được hay là thu được những cái âm thanh mà bạn muốn, bạn cần mà thôi. It even, thậm chí là nó có 50% cái gì ha, battery life, là tuổi thọ của pin đó em, 50% tuổi thọ của pin nhiều hơn là những cái mẫu previous, là trước đây nha em nha, trước đây. Rồi cái máy ghi âm hiệu Flash 805 này nè, thì là một cái thiết bị thật sự versatile. Mình có từ versatile có nghĩa là đa năng đó em, đa năng ha, đa năng, versatile, đa năng. Thật sự là một cái thiết bị đa năng với multiple, nhiều application, là ứng dụng ha, ứng dụng, với nhiều cái ứng dụng dành cho sinh viên nè, researcher, nhà nghiên cứu nè, và reporters. Reporters chỗ này có nghĩa là phóng viên nha em nha, phóng viên. Thường thường động từ report có nghĩa là báo cáo, thì các bạn thường dịch reporter là nhà báo cáo, người báo cáo, nhưng reporter còn có nghĩa là phóng viên nữa ha. Rồi đoạn tiếp theo luôn nào. Brilliant Techwear á, provides, cung cấp free delivery, giao hàng miễn phí cho những cái đơn đặt hàng mà từ $40 trở lên, except for, ngoại trừ những cái món hàng on promotion, là đang trong cái chương trình khuyến mãi rồi đó em. Mình có từ promotion á, có 3 nghĩa em còn nhớ không? Thúc đẩy, thăng tiến, hoặc là quảng cáo, hoặc là khuyến mãi. Thì trong cái trường hợp này có nghĩa là khuyến mãi nha em nha, tại vì nó đang nói đến ưu đãi lớn mà, phải không nào? Khuyến mãi ha, khuyến mãi. Rồi ngoại trừ những cái món hàng nào mà đang trong thời gian khuyến mãi, có nghĩa là được khuyến mãi rồi, thì người ta không có giao hàng miễn phí nữa, được không nào? For others, đối với những cái đơn đặt hàng mà dưới $40 thì chúng ta sẽ tính phí là $5 cho cái việc giao hàng ở trong cái vùng, trong nội cái vùng Bắc Mỹ đó, và $10 cho những cái lần giao hàng ở hầu hết những cái khu vực khác trên thế giới, được không nào? Rồi, for expedited shipping, ở đây mình có từ expedited shipping có nghĩa là giao hàng nhanh. Từ expedited có nghĩa là nhanh, nhanh chóng đây em ha. Rồi, để mà giao hàng nhanh á thì sẽ có một cái surcharge, là tiền trả thêm, một cái tiền trả thêm là $5 hay em ha. Surcharge là tiền trả thêm. Có nhiều bạn lầm tưởng tiền trả thêm là tiền bar, nhưng tiền trả thêm không phải là tiền bar, không phải là tiền tip nha em nha. Rồi, có nghĩa là ai muốn ship giao hàng nhanh hơn á thì trả thêm $5 nữa, được không nào? Chứ đó không phải là tiền bar ha. Ok, rồi tiếp xuống dưới nha, bài đọc số 2. Đây mình có từ order form, đây là một cái đơn đặt hàng đó em, đây là email của cửa hàng ha, rồi website của cửa hàng nè, là tên cửa hàng nè em, đây là địa chỉ ha. Customer name là tên khách hàng, là Chris Allman nè, đây là địa chỉ của ông Chris ha. Rồi đây là địa chỉ email của ông ta nè, số điện thoại nè, cái ngày mà mình, mà ông Allman đặt hàng nè em. Ok, rồi tiếp nha. Order number, đó là number đây em, cái số đơn đặt hàng đó là số này ha. Rồi tiếp, product code là mã sản phẩm, là cái này, được không nào? Mình có từ description có nghĩa là sự miêu tả, sự mô tả ha, sự mô tả sản phẩm. Nó là cái sản phẩm là máy ghi âm khoảng cách xa hiệu Flash 805. Price per unit có nghĩa là giá cho một cái đơn vị, giá cho một cái đó là $145 ha. Quantity là số lượng, từ này rất hay gặp cho nên mình phải biết, phải nhớ nha em nha. Quantity là số lượng, nó khác với từ quality. Quality á có nghĩa là chất lượng, nhưng mà từ quality á có nghĩa là quantity á có nghĩa là số lượng nha. Rồi, số lượng đặt mua là một cái. Rồi, subtotal, tổng tiền là $145, được không nào? Rồi, less 40% discount là giảm được 40%, tức là giảm được $55 á, thì subtotal tổng cộng còn là 87. Vậy thì cái sự khác nhau giữa subtotal và total là gì? Mình có từ total đó em, total thì là tổng của tất cả các con số luôn, tổng của tất cả, người ta gọi là total. Còn subtotal á là tổng của một nhóm con số trong cả cái dãy số thôi. Ví dụ trong cái bảng này mình có tổng cộng là cái dãy số là như đây, phải không nào? Nhưng mà tổng của một nhóm con số thôi thì gọi là subtotal, được không nào? Rồi, shipping là giao hàng nè em, cái vận chuyển ha, phí vận chuyển là $10. Rồi tiếp, surcharge là gì em hả? Tiền trả thêm, được không nào? Rồi, dịch tiếp nha. Each item, mỗi cái món đồ đó thì có thể được discounted, giảm giá chỉ một lần duy nhất mà thôi. Rồi cái việc mua của bạn thì sẽ xuất hiện hay là sẽ thể hiện ở trên cái gì em? Ở trên cái statement là bảng sao kê ha. Bảng sao kê sẽ thể hiện, sẽ được thể hiện ở trên cái bảng sao kê ngân hàng, thẻ tín dụng của bạn ha. Credit card là thẻ tín dụng đó em. Như là Brilliant Tech, tất cả những cái đơn đặt hàng sẽ được giao từ 3 đến 4 ngày làm việc khi mua, được không nào? Business day là ngày làm việc ha.
cancellations, cái việc hủy đó, thì có thể được thực hiện trong vòng 24 giờ mua. Rồi, any custom taxes, mình có từ custom taxes có nghĩa là thuế hải quan ha. Thuế hải quan á, thì phải được trả bởi khách hàng, có nghĩa là khách hàng thì phải chịu thuế hải quan, được không nào? Rồi xuống dưới luôn nào. Đây là một cái bài email ha, nó gửi đến cho dịch vụ cái cửa hàng nè em, gửi từ ông Conan ha. Rồi bây giờ nè, chủ đề là inquiry. Mình có từ inquiry là yêu cầu thông tin ha, thư yêu cầu thông tin, thư hỏi thông tin, thư yêu cầu thông tin đó. Từ này cũng rất là hay gặp nha. Cái động từ yêu cầu thông tin của nó là động từ inquire. Em nên biết ha, động từ là inquire. Rồi, ngày gửi email là đây, được không nào? To whom, gửi đến người liên quan, concern là liên quan thôi em ha. I order, tôi đã đặt đơn hàng là một cái máy ghi âm khoảng cách xa, Flash, hiệu Flash 805, theo website của bạn vào sáng ngày hôm nay. Cái mã đặt hàng của tôi á, là số này. Tôi đã kể cái này cho một cái coworker là đồng nghiệp của tôi nghe về cái việc mua của tôi, và cô ấy thì cũng rất là quan tâm trong việc đặt mua một cái giống như vậy, một cái món hàng giống như vậy, since bởi vì bạn á, thì cung cấp cái giá thấp nhất mà cô ta tìm thấy được ở trên web. In addition, thêm vào đó thì cô ta cũng bị intrigue. Mình có được cái từ intrigue có nghĩa là gây hấp dẫn ha, gây thu hút, gây hấp dẫn đem intrigue. Vậy chỗ này là cô ta bị gây hấp dẫn, cô ta bị hấp dẫn bởi cái ability của nó, cái khả năng của nó, hay còn gọi là cái tính năng của nó ha. Bị hấp dẫn bởi cái tính năng của nó là có thể reduce, giảm được cái distortion là gì em còn nhớ không? À, cái sự biến dạng âm thanh automatically, một cách tự động ha. Tôi đang tự hỏi là liệu rằng á, tôi có thể đơn giản là thêm cái máy ghi âm của cô ấy vào trong cái đơn hàng hiện tại của tôi hay không. Mình có từ current là hiện tại, nên em để ý từ này gặp cũng rất là nhiều ha, hiện tại current. Rồi, if so, nếu mà được như vậy đó thì sẽ có cái phí thêm nào khi mà làm cái gì đó hay không. Additional fee là phí thêm ha. Rồi, we just wanted to see, chúng tôi chỉ muốn xem liệu rằng chúng tôi có thể save on, tiết kiệm trong cái việc vận chuyển hay không. Even if, thậm chí là nếu mà bạn không thể thay đổi cái đơn đặt hàng của tôi đó, thì bạn của tôi á, cũng sẽ mua nó cho dù thế nào đi chăng nữa, được không nào? I hope to hear from you, tôi hy vọng rằng có thể nghe được phản hồi từ bạn vào ngày hôm nay. So that my friend, để mà bạn của tôi có thể take advantage of là gì em hả? Tận dụng ha, tận dụng. Để mà bạn của tôi có thể tận dụng được cái ưu đãi có giới hạn thời gian này, được không nào? Sincerely, chân thành. Rồi xuống dưới luôn nha. Ở câu hỏi và trả lời chúng ta có một số từ cũng rất quan trọng em. Câu 191 câu A, mình có từ assemble có nghĩa là lắp ráp nha em nha. Lắp ráp, assemble, lắp ráp. Kế bên mình có từ manually có nghĩa là thủ công hay là bằng tay á. Làm bằng tay có nghĩa là làm thủ công nè, thủ công ha, hoặc là bằng tay. Vậy cô dịch câu A nè, nó có thể được lắp ráp bằng tay, bằng thủ công bởi những người sử dụng, có nghĩa là người sử dụng đem về có thể tự lắp ráp được. Câu B, accurately có nghĩa là một cách chính xác, từ này em phải nhớ nha, một cách chính xác. Mình có từ duplicate có nghĩa là sao lại, y hệt bản chính luôn, sao lại y hệt một cái gì đó ha, sao lại y hệt, giống y luôn, thì người ta dùng từ duplicate. Rồi, original có nghĩa là gốc hay là nguyên bản, gốc hay là nguyên bản ban đầu đó em, nguyên bản. Vậy cái câu bi nó dịch là nhìn em, nó sao lại y hệt cái âm thanh nguyên bản, âm thanh gốc một cách chính xác, được không nào? Rồi câu đi, mình có từ undesire, mình có động từ desire có nghĩa là mong muốn hay là khát khao ha, mong muốn hay là khát khao. Mình thêm tiền tố un vô có nghĩa là không có mong muốn. Vậy câu đi có nghĩa là nó có thể delete, xóa được những cái tiếng ồn không mong muốn, được không nào? Rồi câu 192 câu bi, mình có từ quantity, cô nhắc lại thôi, có nghĩa là số lượng ha, số lượng. Rồi câu C, mình có từ specific có nghĩa là cụ thể hay là rõ ràng. Rồi cái này là cụ thể đó em. Câu C nè, đặt hàng trong vòng một cái khoảng thời gian cụ thể, được không nào? Câu D, residence có nghĩa là sự cư trú đó em, sự sinh sống, sự cư trú, sự cư ngụ ha. Đây là danh từ chỉ sự vật, có một cái danh từ chỉ người nó cũng hay ra thi lắm, là từ resident. Resident có nghĩa là cái người cư ngụ, người ta hay gọi là cư dân đó em nha. Câu đi có nghĩa là cung cấp cái chứng cứ là cư trú ha, cư ngụ trong vùng Bournemouth, được không nào? Có 194 mình có từ defect có nghĩa là lỗi ha. Defect là lỗi, thường dùng cho lỗi sản phẩm đó em. Câu đi có nghĩa là để mà point out, chỉ ra một cái lỗi trong cái sản phẩm, được không nào? Bài tập tiếp theo từ câu 196 đến câu 200. Bài này có 3 đoạn văn cho nên chúng ta nhìn sâu 3 đoạn văn trước nha. Đoạn đầu tiên á,
Đây có thể là một mẫu trên một cái tờ báo phải không? Em nhìn thấy nó có cái tiêu đề nè, đây là cái nội dung thì có thể là một cái bài báo ha. Rồi cái bài số 2 á, nó là cái gì đây em? À, nó là một cái application, phải không nào? Một cái form đăng ký cho một cái cuộc thi, phải không? Rồi tiếp, bài số 3 nha. Bài số 3 thì có thể là một cái email hay là một cái lá thư gì đó, tại vì có from và to nè. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhìn câu hỏi 196 nha. What is the announcement? À, cái thông báo á, thì chủ yếu là về cái gì? Ok, vậy thì cái thông báo là bài số mấy em? Bài số 1 ha, thường thì câu hỏi số 1 sẽ thuộc bài số 1. Rồi bây giờ chúng ta đọc bộ đáp án trước nha. Câu A, a new franchise branch, một cái chi nhánh gì đó mới, phải không? Nếu mình không biết franchise là cái gì thì mình cứ để đó ha. Rồi câu B, a naming contest, mình có từ contest là cuộc thi nè, name là tên, cuộc thi đặt tên á. Câu C, một cái discounted menu item, một cái món, một cái đồ, một cái món ở trong cái menu được giảm giá, phải không nào? Rồi câu D, a cooking competition, một cái cuộc thi nấu ăn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đọc đoạn đầu của cái announcement, của cái thông báo thì biết mới biết được cái mục đích của cái thông báo đó là nói về cái gì, phải không nào? Rồi cùng đọc nha. Đây, nó nói là gì đây em? Em nhìn cái tựa đề nè, enter, hãy tham gia vào cái gì em? Competition, cái cuộc thi gì đây? Name our sandwich, đặt tên cho cái bánh sandwich của chúng tôi và giành giải thưởng là $1,000. Vậy mục đích của cái thông báo này chắc chắn là làm gì rồi em? Tham gia cái cuộc thi đặt tên cho bánh sandwich, phải không nào? Bây giờ em nhìn xuống đi, đáp án là câu nào ha? A, B, C, D, đáp án là câu B, đúng không nào? Một cuộc thi đặt tên, cái tiêu đề của cái announcement nó nói về như vậy rồi mà, phải không nào? Ok, rồi, mình chỗ này mình có từ contest em. Contest nó đồng nghĩa với từ competition đó em, đều có nghĩa là cuộc thi hết ha. Cuộc thi, ok, rồi. Câu 197, what is indicated? Cái điều gì thì được chỉ ra về Odalis ở trên cái bảng thông báo, phải không nào? Rồi, cái bài thông báo là bài số mấy em? Bài số 1, từ khóa chính là từ Odalis, phải không nào? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem từ khóa này nó nằm ở đâu nha. Đây nè em, từ khóa nó nằm ở ngay cái tiêu đề luôn, Odalis. Rồi ngay từ đầu tiên của dòng đầu tiên luôn. Vậy thì nếu mà chúng ta dò từ khóa thì rất có khả năng là nó sẽ hơi bị lâu á. Cho nên là chúng ta, đối với dạng này chúng ta dò từng đáp án nó sẽ nhanh hơn nha em nha. Bây giờ chúng ta dò từng đáp án nha. Câu A nè, với lại có từ indicated nữa nè, em thấy không? Thường có cái từ này là dò từng đáp án. Câu A trước nha, it operates là nó hoạt động nè em. Multiple, hoạt động nhiều, location, địa điểm, ở trong cùng một cái bang hay mà state là bang á, tiểu bang á, ở trong cùng một tiểu bang. Vậy thì em từ khóa trong câu này là từ gì? Multiple locations in a state, phải không nào? Vậy bây giờ chúng ta sẽ dò xem chỗ nào nói về nhiều địa điểm trong một bang nha. Dò từ đầu. Rồi, dòng thứ nhất có nói gì đến địa điểm hay là bang không em? Không có, phải không nào? Dòng thứ hai cũng không có luôn. Dòng thứ ba cũng không có luôn. Dòng thứ tư, ok, dòng thứ tư không có nói về địa điểm, nhưng có từ gì nè em? Branch. Rồi có gì nữa? New York State, có từ state nữa không nào? Mà chúng ta đọc thử cái chỗ này nha. Dịch nhanh qua customer, những vị khách có thể đến bất kỳ cái chi nhánh nào của Odeli ở New York State, ở bang New York, và thử cái món ăn của menu mới này nè. Món ăn mới trong menu incredible, rất là tuyệt vời. Rồi sao nữa? Taste it, hãy nếm nó, hãy thử nó, và come up with a name, và đưa ra một cái tên cho nó ha. Rồi nộp cái form đăng ký á, tại bất kỳ một trong những 116 cái chi nhánh của chúng tôi. Vậy thì em ơi, chỗ này nó nói là có bao nhiêu chi nhánh lận? 16 chi nhánh ở bang nào vậy em? Ở New York State nè, phải không nào? Vậy thì có ai đúng không? Có nhiều chi nhánh, nhiều địa điểm ở trong cùng một bang. Chính xác rồi, phải không nào? Vậy đáp án chính là câu A luôn ha. Chúng ta không cần phải dò câu B, câu C và câu D. Làm như vậy thì rất là nhanh, được không nào? Câu 198, what did Miss Posen? Bà Posen thì rất có khả năng là nhận được cái gì? Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Miss Posen và receive, phải không nào? Rồi bây giờ chúng ta nhìn bộ đáp án trước nha. Câu A, a personalized sandwich, một cái bánh sandwich theo yêu cầu của bà Posen ha. Rồi câu B, một cái cash prize là giải thưởng tiền mặt đó em. Cash là tiền mặt ha, prize là giải thưởng, một cái thưởng tiền mặt cho cái contest, cuộc thi. Câu C, một cái coupon, một cái phiếu khuyến mãi cho thức uống complimentary miễn phí. Câu D, một cái danh sách của những cái món mới trong menu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò xem bà Poison nằm ở bài số mấy và receive nhận được cái gì ha. Rồi em xem bà Poison ở bài số mấy vậy em? Bài số 2 phải không nào? Có từ name nè, Poison nè. Bà Poison là người tham dự
cái cuộc thi phải không em? Tại vì em coi là application form là cái form đăng ký tham dự cuộc thi, và person điền vào cái form đăng ký tham dự cuộc thi ha, bãi là người tham dự. Vậy bây giờ em vào bài số 2 xem có chỗ nào nó đến receive không? Không có phải không nào? Không có luôn. Không có luôn. Cũng không có. Cũng không có luôn. Rồi ở đây có từ receive nè em. Rồi bây giờ chúng ta đọc thử cái này nha, nó là gì đây? Three finalists. Ba người trong danh sách cuối cùng đó, có nghĩa là ba người vào chung kết em thì sẽ được thông báo bởi cái tin nhắn form nào, và receive nhận được invitations, thiệp mời đến một cái sự kiện khuyến mãi đặc biệt để mà chúc mừng cho cái sự ra mắt của cái sandwich mới. Ok, vậy thì nó là ba người mà được lọt vào chung kết đó, thì sẽ được thông báo và nhận được thư mời. Mà lúc nãy chúng ta đọc xuống dưới này nè em, có thư mời đến sự kiện gì không? Không có phải không nào? Vậy thì chắc chắn đây rất có khả năng là bài liên hệ đó em. Thế em bài liên hệ với bài số mấy? Bài số 1 phải không nào? Tại vì bài số 1 là đang nói về cái cuộc thi, đang nói về thể lệ cái cuộc thi, thông báo về cái cuộc thi. Vậy thì chắc chắn nó sẽ nói đến việc là tham dự thì sẽ nhận được cái gì. Vì chúng ta sẽ dò trên bài số 1 xem chỗ nào có receive vậy em. Rồi giờ tiếp với chỗ lúc nãy cũng được. Đây có từ receive nè, phải không em? Vậy chúng ta đọc chỗ này nha. Đây, the winner not only will, cái người chiến thắng á, không những là sẽ nhận được cái giải thưởng bằng tiền mặt là 1.000 đô, nhưng mà còn á, tất cả những cái three finalists là những cái người ba người vào vòng chung kết em sẽ receive nhận được một cái voucher để mà ăn sandwich miễn phí hàng tuần tại cái địa điểm Odelis trong một năm. Vậy thì lúc nãy chúng ta có giải thưởng tiền mặt không em? Có, mà có sandwich không? Có luôn. Vậy thì em xem nè, câu A là sandwich nè, câu B là tiền mặt nè. Và bây giờ chọn cái nào bây giờ? Chưa biết được phải không? Rồi bây giờ chúng ta đọc tiếp thử xem có còn receive chỗ nào nữa không? Đọc tiếp nha. And upon submission, và khi mà nộp cái đơn đăng ký tham dự cuộc thi đó, thì mọi người luôn khi mà tham gia sẽ cũng sẽ được tặng một cái gì em? Coupon, một cái phiếu khuyến mãi cho một cái beverage là gì em, thức uống ở cái size medium là size trung bình, size M đó, miễn phí tại cái establishment, cái cơ sở kinh doanh của chúng tôi. Vậy thì ở đây nó có đề cập đến ba cái em là gì nào, sandwich, gì nữa, cash prize và gì em, coupon, free beverage, phải không nào? Vậy bây giờ theo em nhìn xuống đi, đáp án là câu nào ha? Mình có câu A, câu B, câu C thì có thông tin đây mà đọc nè. Đáp án sẽ là câu C, phải không nào? Tại vì á, câu C nó nói là gì? Everyone, tất cả mọi người, em coi lại nè. Nè, everyone, tất cả mọi người tham dự đều sẽ nhận được cái này. Thức uống miễn phí tại cái cơ sở kinh doanh, phải không nào? Và chắc chắn bà Poison là người tham dự rồi, cho nên chắc chắn bà ta sẽ nhận được cái thức uống miễn phí. Còn cái cash prize và sandwich á, phải là người chiến thắng hoặc là ba người trong lọt vào vòng chung kết thì mới được thôi, phải không? Vậy chắc chắn đáp án chính là câu C, được không nào? Chỗ này mình có từ drink và từ complimentary. Complimentary drink đồng nghĩa với từ ở trên này là từ gì em? Free. Đồng nghĩa với từ trên này là từ gì em? Free beverage, thức uống miễn phí, được không nào? Câu 199, what can be inferred, cái điều gì thì được suy luận ra về Mr. Vowell. Ok, vậy từ khóa chính là ai vậy em? Mr. Vowell, phải không nào? Bây giờ chúng ta phải dò xem Mr. Vowell nằm ở bài số mấy. Bài số mấy phải em? Em nhìn bài 1, bài 2, bài 3 xem có không? À, bài số 3 phải không nào? Bài số 3 mình có từ Amos Vowell, phải không? Rồi bây giờ chúng ta đọc 4 đáp án trước nha. Câu A, he did not get an invitation, ông ta đã không nhận được cái thư mời được gửi vào tháng 2. Câu B, ông ta đồng ý tham dự cái sự kiện tại cái số 59, phải không nào? Đường số 59 vào ngày 28 tháng 2. He's a frequent diner, ông ta là một cái diner. Mình có diner là gì em ha? Mình có động từ dine là ăn đó em. Dining room là phòng ăn đó. Dining room là phòng ăn ha. Vậy thì diner là người ăn, ông ta là một cái người ăn thường xuyên tại những cái cửa hàng của Odeli, có nghĩa là ông ta là khách hàng thường xuyên tại cửa hàng của Odeli ha. Rồi bây giờ câu D nè, ông ta gửi một cái message, tin nhắn để yêu cầu cái sự hỗ trợ đặc biệt. Ok, rồi bây giờ chúng ta đọc đoạn đầu của bài số 3 luôn thử xem nó nói về cái gì nhanh nha. Đây, hello finalists. Xin chào những thí sinh đã đạt vào vòng chung kết em, finalists ha. Thank you, cảm ơn tất cả vì đã confirm, xác nhận cái sự tham dự của bạn cho cái sự kiện. Vậy thì khi em đọc đến đây thì em ơi,
Em coi nè, cái email này gửi đến Ray Coulson, Almost Val, Fiona Henry. Và nó nói là gì? Cảm ơn tất cả các bạn, có nghĩa là cảm ơn tất cả ba người này đã xác nhận cái việc tham dự vào sự kiện. Vậy thì ba người này có đồng ý tham dự sự kiện không em? Có, phải không nào? Để em coi coi đáp án là câu nào ha. Lúc nãy chúng ta có dịch á, A, B, C, D đáp án là câu B, phải không nào? Là ông ta đã đồng ý tham dự cái sự kiện. Ok. Câu số 200, why has Odelie? Tại sao á thì Odelie đã thay đổi, change nè em, cái kế hoạch của nó cho cái sự kiện. Vậy thì từ khóa là từ nào vậy em? Change form nào? Rồi bây giờ chúng ta bố đoán trước nha câu A. An important executive, một cái giám đốc điều hành quan trọng á thì không thể tham dự cái sự kiện. Câu B, một cái space, cái khoảng không á thì không có đủ rộng lớn cho những người tham dự. Câu C, một cái vấn đề về kỹ thuật đó em, concern là mối quan tâm, lo ngại hay là vấn đề ha, đã xảy ra tại một cái địa điểm, venue là địa điểm. Câu D, một cái transport provider, một cái nhà cung cấp về phương tiện vận chuyển đó, thì đã trở nên là unavailable, không có sẵn, có nghĩa là họ không có cung cấp cái phương tiện vận chuyển cho mình đó em ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò tiếp nha, câu cuối cùng thì mình dò tiếp bài số 3 thôi, mình dò xem chỗ nào có change, có thay đổi vậy em. Dò tiếp nào. À, chỗ này có từ change. Vậy giờ chúng ta tập nhanh cái chỗ này nha. Unfortunately, không may mắn thay đó, thì có một cái sự thay đổi mà chúng tôi cần phải thông báo đến bạn. We had planned, chúng tôi đã lên kế hoạch là tổ chức cái sự kiện tại đường số 59. Nhưng mà cái chi nhánh đó đã trải qua một vài cái vấn đề về điện. Vậy khi đọc đến đây rồi thì đáp án chắc chắn là câu nào em? A, B, C, D. À, câu C phải không nào? Là cái sự cố về kỹ thuật đó đã xảy ra tại một cái địa điểm, cho nên người ta phải đổi địa điểm ha. Vậy thì chỗ này nó có từ đồng nghĩa là từ gì em? Technical concern. Còn trên này là gì đây? Electrical problems. Cái vấn đề về điện có nghĩa là cái sự cố, cái vấn đề về kỹ thuật, phải không nào? Rồi, vậy đáp án chính xác là câu C ha. Rồi bây giờ chúng ta hệ thống lại những từ quan trọng trong bài này các em nhé. Bài đầu tiên nào, enter, hãy tham dự cái competition. Mình có từ competition có nghĩa là cuộc thi em nha, cuộc thi. Hãy tham dự cái cuộc thi là đặt tên cho cái sandwich của chúng tôi, của cái chuỗi nhà hàng Odelie xem. Ok. Và dành cái giải thưởng là $1,000 được không nào? Rồi tiếp. Odelie sẽ sao em, introduce, ra mắt hay là giới thiệu một cái sensation. Mình có từ sensation có nghĩa là cảm giác nha em nha, cảm giác ha. Sẽ ra mắt, sẽ giới thiệu một cái cảm giác mới nhất trong cái bánh sandwich, có nghĩa là một cái hương vị mới, một cái món sandwich mới nhất, được không nào? Vào ngày 1 tháng 2. This delicious combination, cái sự kết hợp này nè, của bánh mì, rye là lúa mạch đen, lúa mạch đen ha, người ta gọi là rye, lúa mạch đen. Cái sự kết hợp rất là ngon, rất là tuyệt vời của bánh mì lúa mạch đen toasted được nướng lên ha, cùng với turkey, gà tây được nướng nè, rồi spicy sauce, nước sốt cay, và gì nữa em, cheese, phô mai, cheddar là dày á, cái miếng phô mai dày em, dày mỏng đó, cái miếng phô mai dày ha, dày được melted, được làm chảy ra, được làm nóng chảy ra. Và mình có từ lettuce. Lettuce có nghĩa là rau diếp đó em, rau diếp hay một cái loại rau thôi. Và cái rau tươi cùng với gì nữa em, củ hành. Thì cái sự kết hợp của những cái này nè thì vẫn chưa có một cái tên, được không nào? And that's where, và cái đó là cái nơi mà bạn mời vào. Rồi sao nữa em? Customers, những vị khách hàng có thể đi đến bất kỳ cái chi nhánh nào ở New York State, ở bang New York. Và try out, mình có từ try out có nghĩa là thử em ha. Và thử cái món ăn mới trong menu. Incredible, incredible có nghĩa là lạ thường hay là tuyệt vời đấy em. Và thử cái món ăn mới tuyệt vời ở trong menu này, được không nào? Taste it, hãy nếm nó. Rồi come up with, mình có từ come up with có nghĩa là đưa ra kết luận, đưa ra một cái gì đó ha. Vậy thì come up with a name for it có nghĩa là đưa ra một cái tên cho nó, đặt cho nó một cái tên, được không nào? And submit, và nộp cái entrance form là cái đơn dự tuyển, cái đơn ứng tuyển á. Nộp cái đơn dự tuyển ứng tuyển tại một trong những cái 16 cái chi nhánh của chúng tôi. The winner, cái người chiến thắng á, thì không những là nhận được một cái gì em, cash prize. Mình có từ prize á, có nghĩa là giải thưởng ha. Prize là giải thưởng. Còn cash là tiền mặt, vậy mình có từ cash prize có nghĩa là giải thưởng tiền mặt. Cái người chiến thắng sẽ nhận được một cái giải thưởng là tiền mặt là $1,000. Rồi sao nữa em, tất cả 3 finalists, mình có finalists là gì, là người mà lọt vào vòng chung kết đó em ha. Tại vì mình có từ final, final là cuối, phải không em, final á.
Final là cuối nè, finalist là những người vào cuối, có nghĩa là những người vào vòng chung kết ha. À, và ba người vào vòng chung kết á, sẽ nhận được một cái voucher để mà sao em mua sandwich complimentary, nhắc lại có nghĩa là gì em, miễn phí ha, mua sandwich miễn phí hàng tuần tại bất kỳ cái địa điểm nào của Odeli trong vòng một năm. Và khi mà submission, khi mà nộp á, một cái đơn đăng ký dự thi đó, thì tất cả mọi người tham gia cũng sẽ nhận được một cái coupon, một cái phiếu khuyến mãi cho cái gì em, beverage là thức uống ha, beverage có nghĩa là thức uống, nhận được cái phiếu khuyến mãi cho thức uống size trung bình miễn phí tại cái establishment. Mình có từ establishment có nghĩa là cơ sở kinh doanh ha, cơ sở kinh doanh chỗ này là cái chi nhánh đây em, tại cái cơ sở kinh doanh chi nhánh của chúng tôi, được không nào? Rồi bài số 2 luôn ha. Otelis name our sandwich competition application form, có nghĩa là form đăng ký dự thi cho cuộc thi đặt tên cho món sandwich của Odeli đây. Đây là một cái form đăng ký ha. Thì đây có tên nè, địa chỉ email nè và số điện thoại nè. Ngày đăng ký đó là 18, ngày dự thi là ngày 18 tháng 2 nè. Địa điểm là ở đây. Ok rồi. Describe, mô tả cái món bánh sandwich cho chúng tôi thông qua những cái từ ngữ của bạn ha, từ ngữ riêng của bạn. Rồi. This delightful sandwich. Cái món sandwich delightful, mình có từ delightful có nghĩa là thú vị hay là tuyệt vời đây. Delightful, thú vị hay là tuyệt vời ha. Thú vị hay là tuyệt vời, delightful. À, cái món ăn sandwich thú vị, tuyệt vời này nè, tạo nên một cái additional, một cái phần thêm vào rất là tươi, ngon và cay nè em, cho bất kỳ cái bữa ăn trưa nào ha. The tangy cheese, cheese là phô mai nè, tangy có nghĩa là thơm đấy em. Thơm, thơm lừng, có mùi thơm ha. Cái phô mai có mùi thơm lừng. Compliments, mình có từ compliments có nghĩa là gì em còn nhớ không? Bổ sung, bổ sung vào cái gì đó, bổ sung cho cái gì đó, hay là làm hoàn thiện, em nhớ không? Làm hoàn thiện ha. Cái miếng phô mai thơm lừng á, thì nó bổ sung cho cái miếng thịt, hay là nó làm hoàn thiện cái miếng thịt, được không nào? Cái giá 4,89 đô á, là một cái giá rất là tốt. Please give us, vui lòng cho chúng tôi biết cái sự đề xuất về tên của cái sandwich, 5 từ hoặc là ít hơn. Thì người này họ đề xuất là gì em? Red Hot Turkey Sandwich, được không nào? Rồi, 3 finalists, 3 người lọt vào vòng chung kết á, sẽ được notify. Mình có từ notify nguyên mẫu là như thế này em, có nghĩa là thông báo hay là báo tin ha. Sẽ được báo tin qua tin nhắn, điện thoại nè. Và vì nếu em nhận được cái invitations, cái thiệp mời, cái thư mời đi đến cái sự kiện khuyến mãi đặc biệt để mà celebrate, để mà tổ chức chúc mừng, để em celebrate, tổ chức chúc mừng ha, cho cái launch là cái sự ra mắt, sự ra mắt ha, sự ra mắt, sự tung ra, sự ra mắt, nó cũng khá là nghĩa với từ release đấy em, release ha. À, để tổ chức chúc mừng cái sự ra mắt của cái món bánh sandwich mới này, được không nào? Cái sự kiện á sẽ được tổ chức vào ngày 28 tháng 2 khi mà những người chiến thắng đó được công bố, announce công bố ha. Rồi tiếp, cái bài số 3 nào, from thư gửi đến, gửi từ Odeli's, gửi đến cho Ray Coulson nè, Val nè và Fiona Henry, được không nào? Rồi, hello finalists, xin chào ba người lọc vào lòng chung kết, phải không nào? Thank you, cảm ơn vì đã confirm là gì em, xác nhận. Attendance là sự tham dự ha, sự tham dự, xác nhận cái sự tham dự cho cái sự kiện. Unfortunately, không may mắn thay đó, thì có một cái sự thay đổi mà chúng tôi cần phải notify là gì em, lúc nãy gặp rồi là báo tin ha, báo tin hay là thông báo, được không nào? Cần phải báo tin, thông báo cho bạn. Chúng tôi đã lên kế hoạch để mà hô tổ chức cái sự kiện tại một cái địa điểm là đường số 59, nhưng mà cái chi nhánh đó đó, nó đã experience, mình có experience then. Danh từ thì có nghĩa là kinh nghiệm, phải không nào? Nhưng mà động từ thì có nghĩa là trải nghiệm hay là trải qua một cái chuyện gì đó ha, trải qua, chỗ này dịch là trải qua nha. Cái chi nhánh đó đó thì trải qua một vài cái vấn đề về điện nè em. So, vì thế chúng tôi thông báo người chiến thắng á, là sẽ tổ chức tại cái gì em, branch, cái chi nhánh địa điểm số 45, phong nào, thay vào đó. Vui lòng là hãy xác nhận sớm nhất có thể là liệu rằng bạn vẫn còn có thể tham gia được hay không. Nếu mà bạn cần assistance là gì em hả, sự hỗ trợ ha, với transportation là phương tiện vận chuyển á, phương tiện di chuyển á, đến cái địa điểm mới cho cái sự kiện á, thì hãy cho chúng tôi biết và chúng tôi có thể match arrangement. Mình có từ match arrangement có nghĩa là sắp xếp hay mà chúng tôi có thể sắp xếp cho bạn. Chúng tôi rất là xin lỗi về cái inconvenience, cái sự bất tiện, và hy vọng rằng á sẽ gặp bạn, tất cả ba bạn ở đó, được không nào? Rồi bây giờ tiếp nha, câu 196, câu A mình có từ franchise. Franchise có nghĩa là kinh doanh nhượng quyền, kinh doanh em,
kinh doanh theo dạng là nhượng quyền kinh doanh ha. Khi mà mình kinh doanh theo dạng nhượng quyền kinh doanh á, thì mình sẽ được bán một cái sản phẩm hay là dịch vụ của một cái công ty ở một cái địa điểm nào đó, được không nào? Người ta là nhượng quyền kinh doanh em ha. Vậy câu A là chi nhánh nhượng quyền kinh doanh đó em. Câu B mình có từ contest, nó bằng với từ competition lúc nãy ở trên bài đó em. Hai từ này đều có nghĩa là cuộc thi hết ha, cuộc thi đấu, contest, competition. Rồi tiếp câu D mình có từ sponsor, có nghĩa là tài trợ, từ này cũng gặp hoài ha. Câu D có nghĩa là nó thường tài trợ cho những cái cuộc thi hàng tháng ha. Rồi câu 199, câu C mình có từ diner. Rồi cô nhắc lại nè, dine là động từ đó, có nghĩa là ăn ha. Rồi mình có cái phòng ăn là dining room nè. Rồi diner là người ăn, nhưng mà người ăn ở một cái restaurant là cái nhà hàng thì gọi là khách hàng nha em nha. Diner tại một nhà hàng thì gọi là khách hàng của nhà hàng. Rồi cô siêu dịch lại nè, khách hàng thường xuyên tại những cái nhà hàng của Oteli, được không nào? Rồi câu số 200 A mình có từ executive, có nghĩa là người điều hành hay là giám đốc điều hành ha. Rồi câu C mình có từ concern. Concern có nghĩa là mối quan tâm, mối lo âu hoặc là vấn đề ha. Vấn đề hay là sự lo âu, lo lắng đây. Chỗ này có nghĩa là vấn đề đây. À, vấn đề về kỹ thuật ha, technical. Một cái vấn đề về kỹ thuật đã xảy ra tại một cái venue. Venue bằng với từ site, có nghĩa là địa điểm hay là chỗ nha em nha. Địa điểm hay là cái chỗ nào đó. Rồi, ok.